Nếu Trump trở lại Nhà Trắng, những tác động đối với Mỹ, các đồng minh và nền kinh tế toàn cầu chắc chắn sẽ rất sâu sắc. Ngày 19 tháng 11 năm 1919, Thượng viện Hoa Kỳ bác bỏ Hiệp ước Versailles. Với quyết định đó, Mỹ đã rút sức mạnh của mình khỏi việc duy trì những gì đã được thỏa thuận sau Thế chiến thứ nhất, giao lại nhiệm vụ này cho Anh và Pháp, những nước thiếu cả ý chí và phương tiện để thực hiện điều đó. Chiến tranh Thế giới thứ hai diễn ra sau đó. Sau cuộc xung đột đó, Mỹ đã đóng một vai trò hiệu quả hơn nhiều. Ngày nay, thế giới về nhiều mặt vẫn giống như thế giới do Mỹ tạo ra. Nhưng điều đó sẽ còn như vậy được bao lâu nữa? Và điều gì có thể xảy ra sau đó? Kết quả của cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo có thể trả lời những câu hỏi này, không chỉ một cách dứt khoát mà còn rất tệ. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, gần 55% cử tri Mỹ không tán thành màn trình diễn của Joe Biden. Họ cũng cho rằng Trump đang dẫn trước Biden một chút trong cuộc thăm dò đối đầu trước cuộc bầu cử còn một năm nữa mới diễn ra. Cuối cùng, họ cho rằng Trump đang dẫn trước Biden ở 5 trong số 6 bang chiến trường quan trọng nhất. Nói chung, chiến thắng của Trump rõ ràng là hợp lý và đáng lo ngại. Điều đó có nghĩa là gì? Câu trả lời quan trọng nhất là Hoa Kỳ không chỉ là nền dân chủ hùng mạnh nhất thế giới, mà còn là vị cứu tinh của nó trong thế kỷ 20, không còn cam kết tuân theo các chuẩn mực dân chủ nữa. Nguyên tắc cơ bản nhất của những chuẩn mực đó là quyền lực phải giành được trong các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Liệu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có công bằng hay không vẫn còn gây tranh cãi, nhưng họ có quy tắc. Những nỗ lực của người đương nhiệm nhằm lật đổ những quy tắc đó dẫn đến nổi dậy. Việc Trump cố gắng làm như vậy là không cần bàn cãi, cũng không phải là không có bằng chứng gian lận để hỗ trợ cho nỗ lực đảo chính của ông ta. Ông ta đang bị buộc tội đúng cách. Tuy nhiên, ông vẫn có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Một lý do tại sao ông ta có thể làm như vậy là gần 70% những người được xác định là đảng viên Đảng Cộng Hòa nói rằng họ tin vào những lời dối trá của ông ta. Tuy nhiên, điều này gây sốc nhưng không có gì đáng ngạc nhiên. Một nhiệm kỳ tổng thống khác của Trump sẽ có ý nghĩa gì đối với nước Mỹ ngoài sự tán thành của một người đàn ông đã cố gắng lật đổ hiến pháp? Rõ ràng, câu trả lời sẽ phụ thuộc một phần vào sự cân bằng trong quốc hội. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu tìm thêm sự an ủi từ cách ông ấy cư xử lần trước. Sau đó, ông dựa vào những nhân vật khá truyền thống trong quân đội và kinh doanh. Lần sau sẽ khác. MAGA hiện là một giáo phái có số lượng tín đồ khá lớn. Một kế hoạch đối nội quan trọng của Trump là thay thế công chức chuyên nghiệp bằng những tôi tớ trung thành của Tổng thống. Lý do được đưa ra là sự tồn tại của một nhà nước ngầm, theo đó những người chỉ trích ám chỉ những công chức hiểu biết về nghề nghiệp, những người trung thành với luật pháp và nhà nước chứ không phải với người nắm quyền. Một lý do khiến điều này bị phản đối là chính phủ hiện đại không thể hoạt động nếu không có những người như vậy. Lý do lớn hơn là nếu các cơ quan tình báo, an ninh nội địa và doanh thu nội bộ, quân đội, cục điều tra liên bang và bộ tư pháp phải tuân theo ý muốn bất chợt của nguyên thủ quốc gia, thì người ta có chế độ chuyên chế. Vâng, nó đơn giản như vậy. Với một nguyên thủ quốc gia đầy thù hận, việc lạm dụng quyền lực có thể lan tràn. Đây không phải là nước Mỹ mà chúng ta từng biết. Nó có thể giống Hungary của Viktor Orbán, hoặc thậm chí giống Thổ Nhĩ Kỳ của Recep Tayyip Erdogan hơn. Điều này có thể có ý nghĩa gì đối với thế giới? Rõ ràng nhất, việc Hoa Kỳ đón nhận một con người và một đảng đã công khai bác bỏ quy tắc trung tâm của nền dân chủ tự do sẽ làm nản lòng những người tin vào nó và khuyến khích những kẻ chuyên quyền và tay sai của chúng ở khắp mọi nơi. Thật khó để phóng đại tác động của sự phản bội như vậy của Mỹ. Sự kết hợp giữa nỗi tuyệt vọng này với cách tiếp cận mang tính giao dịch công khai của Trump sẽ làm suy yếu, nếu không muốn nói là phá hủy, niềm tin mà các liên minh hiện tại của Mỹ đang dựa vào. Người Mỹ đã đúng khi chỉ trích lối đi tự do của hầu hết các đồng minh. Trên hết, không còn nghi ngờ gì nữa rằng người châu Âu, trong đó có Vương quốc Anh, phải làm nhiều hơn nữa. Nhưng liên minh cần một người lãnh đạo. Trong tương lai gần, Mỹ phải là người dẫn đầu. Với việc Nga đe dọa châu Âu và Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh ngang hàng, các liên minh sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, không chỉ đối với các đồng minh của họ mà còn đối với cả Mỹ. Trump không hiểu và cũng không quan tâm đến điều này. Sau đó là những tác động đối với nền kinh tế thế giới. Trump đang đề xuất áp dụng mức thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu. Đây sẽ là phiên bản hiện đại, mặc dù nhẹ nhàng hơn, của thuế quan Smoot-Hawley khét tiếng năm 1930. Nó chắc chắn sẽ dẫn đến sự trả đũa. Nó cũng sẽ gây thiệt hại lớn cho Tổ chức Thương mại Thế giới,
khi bác bỏ các cam kết của Mỹ về việc hạ thấp hàng rào thuế quan trong nhiều thập kỷ. Điều quan trọng có thể là tác động đến các nỗ lực giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Bản thân Hoa Kỳ có lẽ sẽ đảo ngược nhiều biện pháp trong đạo luật giảm lạm phát của Biden. Điều đáng kể có thể là việc Mỹ rút lui khỏi các nỗ lực thúc đẩy đầu tư vào năng lượng sạch ở các nước mới nổi và đang phát triển. Mối quan hệ tương lai với Trung Quốc cũng phải được đặt câu hỏi. Ở đây những thay đổi có thể không quá ấn tượng vì sự thù địch đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc mang tính chất lưỡng đảng. Nhưng sự phản đối Trung Quốc sẽ ít liên quan đến hệ tư tưởng dưới thời Trump, người không quan tâm chút nào đến những khác biệt như vậy giữa các chế độ chuyên chế và dân chủ. Anh ấy thích cái trước hơn, nó sẽ chỉ trở thành một cuộc tranh giành quyền lực với việc Trump cố gắng giữ vị trí số 1 của Mỹ. Điều đó sẽ diễn ra khác nhau như thế nào vẫn chưa rõ ràng. Trump có thể tìm cách khiến Nga chống lại Trung Quốc, giống như Nixon đã làm với Trung Quốc chống lại Liên Xô. Việc từ bỏ Ukraine có thể là miếng mồi của ông ta. Nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump có thể không hủy hoại nước Mỹ mãi mãi, nhưng cả nó và phần còn lại của thế giới sẽ mất đi sự hồn nhiên. Chúng ta sẽ phải thích ứng với thực tế là Hoa Kỳ đã bầu lại một người đã công khai cố gắng lật đổ nền dân chủ của nước này. Có thể các cáo trạng chống lại Trump sẽ cứu vãn tình thế, nhưng hy vọng mong manh đó làm nổi bật mối đe dọa đối với nền dân chủ ngày nay. The Financial Times, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.